Chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là Redmi X7 Pro đang chờ thay mới pin tại di động cao cấp.vn. Pin của Redmi X7 Pro cũng giống như các cái mẫu điện thoại khác của nhà Redmi luôn có sẵn tại di động cao cấp.vn. Hiện tại di động cao cấp.vn có sẵn tất cả các phụ kiện trên Redmi X7 Pro nói chung và phần pin của máy nói riêng thay mới cho các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không được chuyển đến với di động cao cấp.vn. Quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship các linh kiện phục vụ chỉnh sửa Redmi X7 Pro đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu. Riêng với phần pin của Redmi X7 Pro, vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn, vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp pin, thay mới pin cho tất cả các dòng điện thoại Redmi nói chung và Redmi X7 Pro nói riêng.